Chào mừng mọi người đã quay trở lại với The Channel. Thì không biết là các bạn đã nâng cấp lên phiên bản cập nhật iOS 14 hết chưa và cảm thấy như thế nào? Thì bên cạnh những cái tính năng mới hay ho và những cái lỗi đã được Apple khắc phục ấy, thì mình tin là còn một cái tính năng bảo mật nâng cao mà ít bạn để ý nhưng lại cực kỳ hữu ích vào video của mình thôi. Tính năng mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở đây có tên là iCloud Keychain, mình tạm dịch là chuỗi khóa iCloud. Chức năng này có nhiệm vụ đồng hóa các thông tin về tên đăng nhập nào, mật khẩu web cũng như là thông tin thẻ tín dụng, tên và mật khẩu wifi v.v. giữa các thiết bị iOS với máy tính Mac. Nhờ đó thì người dùng sẽ không tốn thời gian để nhập thủ công, cũng như là Apple đã thêm một loạt các đề xuất để có thể phát hiện mật khẩu này khiến tài khoản của bạn gặp một số rủi ro. Vì những cái lý do như là mật khẩu này rất là dễ đoán nè, mật khẩu này đã nhiều người dùng hay là mật khẩu này đã được lặp lại cho nhiều tài khoản. Cùng với thông báo đó, bên dưới sẽ có thêm đề xuất yêu cầu bạn nên thay đổi mật khẩu trên trang web để đảm bảo an toàn. Thì bên cạnh đó, iOS 14 cũng sẽ đưa ra những cái cảnh báo nếu như mà mật khẩu của bạn nằm trong danh sách những cái thông tin tài khoản đã bị hacker công khai trên Internet. Đó là một thủ thuật nhỏ mà mình muốn chia sẻ đến với các bạn để chúng ta có thể bảo vệ thông tin tài khoản cá nhân một cách tốt hơn. Và đừng quên để lại phía bên dưới bình luận nếu có những cái thông tin hữu ích khác cùng chia sẻ với mọi người nha. Và đừng quên, tại Di Động Việt đang cung cấp những mẫu iPhone với mức giá tốt, đặc biệt là những siêu phẩm iPhone 12 đang có nhiều chương trình ưu đãi đang chờ các bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.